Được rồi các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai là cái người vả đau hơn. Thì quy luật chơi nó khá đơn giản thôi. Chúng ta sẽ vả nhau mà ai mà là cái người mà hết máu trước ấy là người thua. Ấy nhưng mà cái pha đầu tiên tôi căn cái lực nó hơi bị yếu một tí. Bây giờ sẽ đến lượng chú được. Ủa vả đau thế. Để có thể căn được cái lực thì cũng khá đơn giản thôi. Đây, cái lực mạnh nhất ấy, thì nó sẽ nằm ở giữa. Chúng ta sẽ phải nhấp một cách kịp thời. Bây giờ đến lượt cái ông chú này. Ê, ai à, đau đấy. Những cái pha gọi là lấy đà không thể nào mà ảo hơn. Chúng ta sẽ phải cố căn. Ô, lần này thì mới chỉ khoảng 31 thôi các bạn. Lực vả 31 thế này có đủ để có thể đánh bại được cái ông chú này không, khi mà hạng cân của chúng ta. Ai à, đau thế. Các bạn nhìn này, bây giờ mặt ai cũng gọi là khá là sưng rồi. Thôi quả này, quả này. Khi mà đã căn chuẩn thế này chỉ có một vả là bay thôi. Tiếp theo, lần này vẫn là một ông chú đầu chọc. Không biết đầu chọc có nguy hiểm hay không. Chúng ta sẽ phải nâng cấp một chút nữa chỉ số đi. Đầu tiên là máu và thứ hai sẽ là gọi là sức mạnh. Cái lực vả của chúng ta bây giờ là 44 rồi. Rồi xong. Đến lượt ông chú rồi đấy. Tôi đang sợ ông chú này. Ok. Ê, không sao. Các bạn nhìn đi, chúng ta nhiều máu hơn. Chúng ta vẫn đang dẫn trước. Ok. Lực vả 44 như thế này tôi nghĩ tôi vẫn có thể cân được cái ông chú này. Ê. Ai à, thậm chí là lộn nhào xong rồi có thể lấy đà vả cho mạnh. Ok. Bây giờ thì tôi không thể thua được. Một vả. Khỏe chưa? Ok, chúng ta đã vượt qua được hai thí sinh rồi. Sẽ cố gắng đạt được cái thứ hạng càng cao càng tốt. Tại sao toàn mấy cái ông chú như này? Nếu mình có vả có hơi bị quá tay thì có thể khiến những cái người này vào viện hay không đây? Uầy, gọi cái này gọi là cú vả gọi là lốc xoáy. Xoay tay xong là vả. Ai à, được đấy. Rồi, qua mỗi màn thì chúng ta sẽ có tiền. Rồi sau đó sẽ nâng cấp để xem cái lực vả mạnh nhất ở trong cái clip này sẽ là bao nhiêu. Ai à, bây giờ mặt ai trông cũng gọi là thấy gọi là khá nhiều sao trên đầu rồi. Một vả, uầy, văng cả ra ngoài luôn. Ba thí sinh. Ok, bây giờ mấy thứ hạng khoảng hai mấy thôi. Ui, 65. Chúng ta sẽ cố gắng căn thật chuẩn đi. Bởi vì nhìn cái anh chàng này có vẻ là chịu đòn khá tốt đấy. Ây à, nào, bây giờ đến là ông anh đấy. Ây à, sao chỉ khoảng 38 thôi nhờ. Cứ tưởng phải mạnh làm cơ. Ok, mình cũng có lại nhân một tí đi. Rồi vào đi. Ây à, cục đầu đấy. Rồi, có lẽ phải nghiêm túc thôi. Rồi, nào, vào đi. Ây à, ui, từ từ quả này mà hỏng mà chúng ta bị vào là bay màu luôn đấy. Xong, tôi nghĩ sau khi mà đã trải qua một vài cái trận đấu rồi thì có thể là bây giờ da mặt của chúng ta đã dày hơn rất nhiều rồi. Nên là chắc có lẽ sẽ nâng cái lực chiến lên đi. Ok, mất 200 vàng nhưng mà vẫn còn thừa. Không thể nào mà nâng cấp thêm hơn được lần nữa nên là sẽ nâng cấp vào máu đi. Cú vả lốc xoáy, đau chưa? Ok, và đây, vẫn là một ông chú trông có vẻ như cái chỉ số có thể là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nên là từ bây giờ cho đến cuối trận ấy, chúng ta sẽ phải căn vào cái lực chiến mạnh nhất của chúng ta. Còn không là sẽ bị vả cho bay màu luôn. Nào, ấy kìa, hắn vừa nhảy vừa vả luôn. Đau thế, thấy chưa? Lần này mà không vượt qua được cái con số 68 kia thì là xong. Nhưng mà rất tiếc, lực vả của chúng ta vẫn đã đảm bảo được ở hơn 70. Ok, cái mặt lại sưng hết cả lên luôn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ có một cái loại thuốc chỉ cần bôi vào một tí thôi là hồi phục lại. Rồi có thể tiếp tục đi và thi đấu tiếp. Lần này ở cái nơi mà chúng ta đấu thì như kiểu ở Trung Quốc hay là ở đâu đó ấy, tuyển thủ mà chúng ta gặp thì có một cái ngoại hình trông khá múp. Nên là cái khả năng chịu đòn có thể là sẽ rất là tốt. Mà cái kể cả cái lực vả cũng khỏe cơ, các bạn nhìn đi. Quả này mà chúng ta... Uầy, tôi đã nâng cấp cái lực vả của chúng ta khoảng 100 rồi. Nên là với cái số máu còn lại thì chúng ta có thể thắng được. Rồi xong, bây giờ thứ hạng là khoảng 20 rồi. Tiếp nào, uầy, HKT à, quả đầu trông chảy thế nhở. Tiếp tục là nâng cấp vào chỉ số máu với lại lực vả nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị gặp những cái đối thủ còn khỏe hơn trước. Lực vả của họ vô cùng là dã man. Nếu mà không nâng cấp chỉ có thể gọi là vỡ mồm thôi. Nào, cú vả lốc xoáy. Đấy, xoáy cả người đi luôn. Cái tên mà đặt cho cái chiêu này là quá chuẩn rồi. Quả này. Quả này cũng phải bay màu tiếp. Xong luôn. Uầy, mặt đã sưng hết lên nhưng mà vẫn rất vui khi mà đã thắng được rồi. Uầy, cái anh bạn này có vẻ cái chỉ số máu khá là khỏe. Nên là chắc sẽ phải nâng cấp thì mới có thể đánh được thôi. Có không biết cái lực vả như nào. Còn không là cái chỉ số máu của chúng ta đã thu được rồi đấy. Để xem nào. Ê à, đâu đấy, khoảng hơn 100 nha các bạn. Thôi xong rồi. Thế nào mà còn nhấp hụt thế này. Bình tĩnh. Mặt bây giờ đang là đơ cả ra rồi. Uầy, vả cái tóc dựng lên luôn rồi. Trở thành Super Saiyan rồi. Ngay sau đó thì cũng bay màu luôn. Kích hoạt cái trạng thái gọi là dựng cả tóc lên như thế là vỡ mồm ngay. Chúng ta đang từ có thể leo top. Cái gì đây? Lần này lại là một cái ông lão, râu tóc lại bạc phơ luôn. Thực ra không có nhiều tóc đâu. Mà mấy cái người mà có cái ngoại hình như này thường là những cái cao thủ võ lâm này các bạn. Cái nội công rất thâm hậu, tôi có thể chịu được những cái cú vả như này không? Nào, bình tĩnh nào. Vả cho cái này. Sao? Cao thủ võ lâm thường sẽ
có ngoại hình không quá nổi bật đâu. Nhưng mà ông chú này có vẻ khá nổi bật này, nên chắc không phải đâu. 152 băng đi luôn, trẻ không tha, già không thương. Rồi, chúng ta chuẩn bị đối đầu với một cái người mà có lực chiến nó cao hơn cả chúng ta. Nó khoảng không hẳn là quá cao đâu. Ok, nâng cấp thôi. Rồi, bình tĩnh, không cần phải thách đâu. Chỉ số máu thì hơn chúng ta, còn lực vả thì chắc là vẫn sẽ thua thôi. Rồi, cú vả lốc xoáy. Uầy, vẫn không xi nhê gì luôn. Chứng tỏ máu... Ok, cũng có chiêu đó luôn à. Thôi mình xong, các bạn nhìn này. Bây giờ chúng ta mà không chịu được một cái đợt tấn công nữa thì là thua đấy. Thôi xong, quả này xong ông chú rồi nhá. Tưởng ông chú về vả của nó thì phải bay màu được mình cơ, còn không thì ông chú sẽ thua. Xong luôn. Ok, thứ hạng bây giờ là 16 rồi, vượt qua khá đối thủ. Ok, sau lần này đối thủ lại là một cái xe nhở. Và giờ bây giờ vả xe các bạn à. Và cái này thì đây là cái màn bonus thôi các bạn. Ok, đủ khỏe chưa? Vả một phát và văng hết cả bộ phận động cơ xe ra như này. Ui, cái lực tay kinh khủng như nào. Vả nát cả một cái chiếc xe như thế đấy các bạn. Rồi bình tĩnh, bây giờ ngoại hình chúng ta vừa được cái trang bị thêm một cái gọi là cái skin mới các bạn ạ. À, skin này nó không tăng đam đâu, nó chỉ ở trong nó đẹp hơn thôi. Nào, một cú vả lộn nhào. Choáng chưa? Không biết có ai đã bay cái răng nào đi chưa? Chứ chúng ta thì mặt nó chỉ sưng lên thôi. Khá là may là răng khá chắc đấy. Xong luôn. Tiếp nào. Bây giờ là... Ui, chúng ta đang ở... Ok. Lực vả bây giờ là khoảng 209 rồi. Càng ngày sẽ càng gặp những cái đối thủ khó chịu hơn. Tiếp nào. Vẫn chưa gọi là mở khóa được những cái kỹ năng vả mới các bạn ạ. Chúng ta mới chỉ có mấy cú vả nào là vả lốc xoáy rồi là vả lộn nhào thôi. Bây giờ học được cú vả nghiêm túc thì sẽ như nào đây. Ây à, báo đấy. Quả này bay màu rồi này. Rồi, lực vả chúng ta hơn 200 cơ mà. Còn khoảng hơn 100 máu thì nhớ. Xác định đi. Đang gần tiến vào top 10 đây các bạn này. Cái này thì sau mỗi màn thì chỉ đủ nâng cấp một lần lực chiến thôi. Còn vẫn phải nâng cấp thêm cả cái máu nữa. Bởi vì không đủ nâng cấp 2 lần lực chiến mà. Xong, cú vả lốc xoáy cộng với cú vả lộn nhào. Ây à, đau thế nhờ. Quả này bay màu rồi này. Cú vả lốc xoáy. Ok, bay màu ngay. Lần này thì vừa mới mở khóa thêm một cái skin trông khá ngầu. Nhưng mà cũng không mở khóa được thêm cái tuyệt chiêu vả nào cả. Này cho đẹp thôi. Ây à, đảo đây. À không, thực ra chúng ta có thêm một cái cú vả gọi là nhảy nhót này các bạn à. Nào, ông cú vả đi. Ồ, đau thế. Thách nhầm người rồi. Xong luôn. Ủa, đề cập vào những cái người dân ở kia luôn. Tiếp nào, chúng ta đã vào tới top 10 rồi. Thế nào mà càng vào top cao lại càng gặp mấy cái ông chủ lớn tuổi nhở. Có thể là cái nội công rất thâm hậu. Chúng ta có thể mà khinh thường được. Ủa, và họ đã tơ cả mặt ra luôn, kinh khủng. Đây là bây giờ ấy, chúng ta không thể nào mà nhấp hụt được. Phải nhấp chuẩn. Ê à, ủa ơi. Các bạn nhìn đi, thấy chưa? Đúng là gừng càng dài càng cay các bạn ạ. Chúng ta không thể nào mà thôi coi thường được. Nhưng mà cũng phải bay màu thôi. Cái pha đó cũng khá may đấy. Còn đúng một màu thôi ạ. Thế thì phải hiểu rằng cái người mà... Bây giờ thì tí nữa thua các bạn ạ. Ok. À, giao diện có vẻ chiến này. Đây sẽ là đối thủ mà chúng ta phải tập trung này. Ok. Trông có vẻ vả có vẻ nhẹ hều nhưng mà cái sát thương rất là kinh khủng. Quả này dễ bay mộng lắm này. Một cú vả lốc xoáy à. Ui. Ơ kìa, như nào sao nhở. Biết ngay mà. Những giao diện là trông đã thấy gọi là chiến rồi. Phải bình tĩnh thôi. Chúng ta không có tiền để mà nâng cấp rồi. Nên là bây giờ phải cầu mong vào vận may sẽ mỉm cười với chúng ta. Cầu cho gánh bạn này chọn cái lực vả yếu nhất ý, thì mình mới có thắng được. Đấy. Nào nhấp vào cái lực vả yếu đi. Ok. Quả này chúng ta có thể thắng được. Chứ tỏ cái pha đó vẫn chưa phải vả toàn lực đâu. Ok, và này thứ hai điểm lại cho mình là subscribe.